Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc cũng sẽ liên quan đến vấn đề về phong thủy. Một số bạn hỏi tôi xây dựng nhà mới có nên thiết kế đồ hình phong thủy hay không? Để giải đáp cái vấn đề này, tôi sẽ đưa ra những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất, trước khi xây nhà mới, lời khuyên chân thành của một người đã có gần 18 năm kinh nghiệm trên thực tế, đi khảo sát rất nhiều nhà. Từ villa biệt thự cho tới những nhà cấp 4, rút ra một kinh nghiệm như sau. Đa số những người ăn nên làm ra, đa số những người thành đạt, đa số những người công danh sự nghiệp kinh tế phát triển, thì đặc biệt họ rất chú trọng giữa công năng sử dụng và đồ hình phong thủy làm sao cho nó hài hòa cả hai thì họ thành công. Ngoài cái yếu tố về mệnh số của họ ra là số giàu sang phú quý, nhưng ở đây chúng ta không xét về cái yếu tố mệnh mà xét về yếu tố nhà cửa. Thì tự hỏi tại sao những người thành công thì đa số người ta rất chú trọng đến vấn đề về phong thủy, đất cát, nhà cửa, mô mã, lăng mộ và nhà thờ tổ. Ngược lại, đa số 80% rơi vào cảnh nghèo túng, rơi vào cảnh không có tích lũy. Tuy phải hỏi tại sao, cái yếu tố công năng là rất đúng, cần phải xét cái yếu tố công năng lên hàng đầu. Tuy nhiên, cái công năng đó nếu như trước khi xây nhà các bạn không tính tới cái yếu tố phong thủy, tôi khẳng định các bạn sau khi xây nhà xong, ở càng lâu gia đình càng lụi bại. Lý do, cùng một cái công năng sử dụng là gì? Là bếp núc, là nhà WC, là bể phốt, là các phòng ngủ, là các phòng ăn, phòng khách, phòng giải trí, ban thờ và các tiểu cảnh. Đều giống nhau đi, đều diện tích như nhau. Tôi nói ví dụ một nhà có một cái diện tích là 100m sử dụng. Nếu như cùng sử dụng cứ lấy các cái công năng giống nhau, nhưng một người người ta bỏ tiền ra, người ta nhờ, người ta thuê cái người am hiểu về phong thủy, người ta thiết kế kết hợp với nhà thiết kế về công năng sử dụng và kết cấu, thì cái nhà đó càng ở nó càng thịnh vượng. Ngược lại cũng 100 cái mét vuông đó, vì không muốn bỏ tiền, không muốn tham khảo ý kiến người khác mà theo ý kiến cá nhân, làm theo phong trào cho đỡ tốn, cũng cần đến cái công năng đặt sai các vị trí dẫn tới hậu họa khó lường. Đây là một cái minh chứng thực tế 100%. Bản thân các bạn nghe cái clip này này, hãy kiểm chứng của nhà mình đi, kiểm chứng tất cả những nhà xung quanh này. Tôi đi khảo sát thì quá nhiều rồi, ngày hôm nay tôi đăng đàn lên này để giúp cho một số những cái người vẫn còn trong cái trạng thái lơ mơ, vẫn còn ở trong những cái trạng thái bảo thủ, vẫn còn có những cái mà khư giữ lấy những cái quá khứ và không chịu tiếp thu những cái kiến thức của cái thời hiện đại mới. Để mà cảnh tỉnh đi, cùng là xây dựng một cái nhà mà anh đặt vào những cái vị trí nó không đúng. Tôi nói ví dụ cũng là cái bên C là cùng đặt ở một cái sơn hướng. Nếu như các anh, các chị chỉ tìm hiểu trên mạng xã hội hoặc gặp phải những cái thầy non yếu, người ta bảo ông này đông tứ trạch thì đặt tất cả những cái vật không sạch sẽ ở phía tây tứ trạch. Đó là nguyên tắc của bát trạch. Nhưng nếu như mà nhờ những người am hiểu, người ta thiết kế đồ hình, thì cho dù là đặt ở phía
Đông Tứ Trạch đặt những vật không sạch ở Tây Tứ Trạch. Tôi nói ví dụ là ông Đông Tứ Trạch, ông bắt buộc ông phải đặt những cái vật không sạch sẽ trên lý thuyết, đây tôi nói là trên lý thuyết là ở phía Tây, có đúng không ạ? Nhưng gì? Không am hiểu thì xem những cái mạng, thì xem những cái ông thầy non yếu, ông bảo tôi đặt ở phía Tây, thì ngứ cả cái bể phốt, cả cái WC vào phía Tây. Nhưng có biết đâu rằng gì, trong gia đình nhà mình lại có một cái người tuổi Dậu, có người mang mệnh sao số 7, lại có cái đứa con gái thứ ba chẳng hạn, thì làm sao mà nó tốt lên được. Nhưng ngược lại, vì cái hoàn cảnh bắt buộc sẽ đặt cúng đặt ở Tây Tứ Trạch, nhưng người ta sẽ tránh, người ta không đặt vào Sơn Dậu, mà người ta sẽ dịch chuyển nó ra cái 15 độ để sang Sơn Canh hoặc sang Sơn Tân. Nó chỉ dịch đi 15 độ thì hoàn toàn nó khác nhau. Đấy nên tôi nói này, thiết kế đồ hình phong thủy là một trong những yếu tố quyết định họa phúc của một cái gia đình. Đồng thời phải tìm được đi những cái người mà có một cái trình độ, chứ không thể là cứ nghe máng là mình thuộc về Đông Tứ Trạch thì mình đặt tất cả những thứ bẩn thỉu ba lăng nhăng ở Tây Tứ Trạch. Nhưng có biết đâu nó phạm. Hay có những cái người mà rất là gần đây tôi giúp tôi thiết kế đấy, tôi đã chỉ cho những cái để tránh những cái tuổi của ông chủ, của ma chủ, của thằng con trai trưởng ra. Nhưng lắm thầy nhiều ma lại đi nghe những cái bát trạch vớ vẩn. Tại sao như thế là không đang hiểu được, nó rất tiện ích. Nếu như cái nhà đó mình phạm với ngũ quỷ chẳng hạn, thì thôi trên nguyên tắc là để sinh khí chế ngũ quỷ. Thì nhưng sinh khí chế ngũ quỷ ở đó nó phải đặt cái bếp chéo chẳng hạn. Nhưng người ta có thể biết là cái bếp chéo đây nó có đúng hay không. Nhưng có những người áp dụng máy móc là gì? Sinh khí chế ngũ quỷ quay ngược. Thì nó thành ngược hướng nhà. Đồng thời cũng có một số những người mà thôi công năng sử dụng thế này, để cái bếp nó phải song song và vuông góc, chứ làm thế kia thì trông nó thế này thế kia. Hoặc là gì, đặt ở sơn ở Tây Bắc thì không được đặt ở sơn Càn chứ. Ở bên sơn Tây Bắc nó có tuất Càn Hợi, thì người ta sẽ đặt ở sơn Hợi. Một phần có thể ra ở sơn Nhâm thì nó mới không bị phạm. Đằng này cứ dập khuôn vào mà đặt, dẫn tới những hậu quả mà tôi đi sửa lắm rồi. Tôi đi sửa nó quá nhiều rồi. Ngày hôm nay tôi bật mí để cho các bạn biết rồi đấy. Bởi vì tôi đăng đàn lên trên này này, chủ yếu là thực tế, và tôi giúp cho mọi người khắp mọi miền này, này. Ai nghe được cái clip nghe được thì tốt, thay đổi được thì tốt. Thì tôi không phải mang cái tính chất mà quảng cáo dùm be cái gì đâu. Cho nên đây tôi đang nói là nhà dưới mặt đất ăn. Còn tôi chưa có cái đề tài mà nói ở trên chung cư đâu nhá. Bởi vì thế nào, đa số các khảo sát của tôi, kể cả các cái chung cư cao cấp, hãy nên nhớ là những nhà đầu tư xây dựng, kể cả những tập đoàn xây dựng lớn, người ta đều phải nhờ đến những người am hiểu về phong thủy, như để người ta đặt cái hướng của chung cư và người ta thiết kế trong các căn hộ làm sao cho hợp lý. Bởi vì sao? Bây giờ ấy, ở mức độ là hiện đại 4.0 rồi, hầu như 10 người đi mua nhà thì cả 10 người đều mang theo cái la bàn. Hoặc là nhờ thầy, hoặc là mang cái điện thoại ra để đo xem có hợp với Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch không. Mà một số các cái chung cư cao cấp bây giờ người ta không làm bếp và WC ở giữa trung tâm nữa. Trước đây một số các cái chung cư đã xây dựng là đặt nhà bếp và WC các thứ ở giữa trung tâm. Thứ nhất là nó là bế khí, thứ hai nó là ô nhiễm. Đồng thời nhiều các cái nhận xét mà người ta mà không mua nhà. Cho nên những cái nhà đầu tư người ta cũng phải biết mà người ta sẽ để sang bên trái, bên phải hoặc như thế nào để cho nó thông gió, để tránh những cái trường hợp mà mắc phải. Tuy nhiên nó được cái mặt này thì nó lại hỏng cái mặt khác. Hỏng mặt khác là cái gì? Là còn nếu mà hướng nhà, tôi cứ gọi là hướng cửa vào trong của chung cư của tôi, nó là thuộc về Tây Tứ Trạch hay Đông Tứ Trạch, nhưng ở trong cái nhà chung cư có thể hợp được người này, có thể không hợp người khác. Và đặc biệt nếu như chỉ áp dụng một cách máy móc lý thuyết thì đa số là vào bếp bị đặt cửa cướng. Thì lúc đó những người về am hiểu phong thủy vì không vi tinh, người ta lấy khí thì người ta không lấy cái cửa nữa ra vào làm như mình gọi là tỏa hướng nữa, mà người ta sẽ lấy hướng ban công. Thế nó lại là thuộc về nghệ thuật
để người ta phân công điểm hướng. Tại sao người ta lại lấy ban công? Trên nguyên tắc thì lấy cửa chính ra vào, nó chỉ áp dụng ở dưới mặt đất hoặc những cái căn hộ riêng lẻ. Nhưng thì nếu ở trên chung cư thì trong cả một cái thời gian, cả một ngày rồi, có khi chỉ mở 5-70 lượt để nạp khí là mở cửa chính vào cái đóng xịt trong đó. Nhưng cả một cái thời gian, cả một buổi tối, cả đêm thì đều lấy khí ở ban công. Cho nên cái vấn đề này là sẽ có những cái clip tôi chia sẻ riêng về các vấn đề về chung cư. Tôi đang nói đây là có nên thiết kế về đồ hình phong thủy cho những cái nhà chuẩn bị xây hay không. Trên mạng xã hội rất nhiều người nhờ tôi tư vấn, thì muốn để biết là có nên hay không. Nên tôi đạt được cái trình độ mà cao ấy, những cái người mà non ấy thì không làm được. Nhưng những cái người mà đẳng cấp cao chỉ cần như này, cái số độ, phải đo được số độ chính xác của cái mảnh đất đấy, nó là bao nhiêu độ, thuộc về hướng nào, phải đo rất chính xác. Thì phải đặt song song vuông góc với cái thửa đất mà mình định xây dựng đấy là mặt tiền, gửi cái số độ đó là bao nhiêu, đồng thời là kích thước dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, hình thế của mảnh đất đấy nó như thế nào, nó vuông hay nó lồi, nó hay nó lõm hay nó méo, nó có cái súng sắt gì không. Đấy là cái yếu tố tiếp theo. Yếu tố thứ ba, gửi cái công năng định xây mấy tầng, phòng khách mấy, phòng ngủ mấy, WC đặt bếp ở tầng nào, ABC. Bàn thờ có nghĩa là yêu cầu là bao nhiêu cái phòng ngủ, bao nhiêu cái WC, bao nhiêu những cái gì ABC. Đồng thời chỉ cần gửi ngày tháng năm sinh của vợ chồng con cái, thì những cái người người ta am hiểu, người ta sẽ căn cứ vào những cái thông tin đó để người ta vẽ một cái đồ hình sắp xếp phong thủy trên cái đồ hình 360 độ. Người ta sẽ tránh vào những cái bát quái công vong cho các bạn. Người ta sẽ tránh tuổi sinh thìn, năm sinh của vợ chồng và con cái. Người ta sẽ tránh đặt vị trí bề phốt hoặc là WC đặt bếp ở cái hướng nào cho nó tốt. Chỉ cần những cái yếu tố đó, người ta không cần đến nhà của các bạn, người ta cũng có thể thiết kế cho các bạn một cái đồ hình tuyệt đối chính xác, thậm chí chính xác đến 90%. Bởi vì người ta đã phân kim vào trong cái 360 độ, nó chính xác rồi. Thì lấy vào cái đồ hình phong thủy đó đưa cho cái nhà thiết kế, người ta mới dựa vào cái đồ hình này, người ta mới tính toán là cái kết cấu ra sao. Với điều kiện cái người thiết kế phải áp dụng trung thành với cái đồ hình phong thủy, tránh cái trường hợp ông chằng bà chuộc vì do cái thiết kế và bản đồ thiết kế nó có cái sự khác lệch nhau, dẫn tới những cái tư vấn ngược lại thì cũng mặc không. Trường hợp này xảy ra không ít đâu. Cho nên người ta mới nói cái câu là gì, lắm thầy nhiều ma. Cho nên trước khi xây nhà mới, tôi khuyên các bạn ấy, dù ít thì nhiều, có tiền thì thuê thầy giỏi, không có tiền thì thuê thầy kém, và tự lực cánh sinh thì lên trên mạng xem xét về cái đông tứ trạch và tây tứ trạch. Nhưng đông tứ trạch hay tây tứ trạch, tôi chỉ khuyên các bạn là các vật không sạch sẽ, mở cửa mở cổng không được vào hàng chi, tức là hàng tuổi đấy, mà trong nhà của các bạn có từ tí sửu dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tốt hợp thì phải tránh nó ra. Đồng thời thiết kế cho dù công năng sử dụng bao nhiêu, quyết không bao giờ được đặt bếp và WC bể phốt ở chính phương càn, phương tốn, phương khôn, phương cấn và phương chấn và phương đoài. Đó là nguyên tắc. Đặc biệt là không được ở trung cung, đặc biệt không được ở phía tây bắc và đông nam. Đó là ba cái cung rất quan trọng. Nếu các bạn quan tâm đến cái sự nghiệp thì rất cẩn thận ở cái phía bắc. Cho nên người ta mới nói là công năng sử dụng phải kết hợp với đồ hình phong thủy.
Có những bạn hỏi tôi nhé, nếu như như bác nói đặt VC bể phốt mà cả 4 và cả 8 cung chỗ nào cũng vi phạm thì chẳng nhẽ đặt ở trên trời. Đấy là những cái câu của những cái người và báo thù, chưa nói là bị dốt mà gì đã không am hiểu thì lại hay nói càng. Người ta nói này, ví dụ đặt vì cái lý do đặc biệt phải đặt ở ở Đông Nam thì nó là người ta phải tránh cái sơn tốn, đồng thời ở phía Đông Nam nó lại có hai tuổi sao ứng với hai tuổi là Tỵ và Thìn. Nếu như trong gia đình nhà mình có cái người tuổi Tỵ và tuổi Thìn thì mình không đặt vào cái đó nữa, thì mình cố gắng lái nó sang một cái phương vị 15 độ, là không có người tuổi tuổi Tỵ chẳng hạn, thì người ta lấy bắt đầu từ tuổi Tỵ sang một ít ở bên Bính, thì đấy là nó hóa giải. Cái gì người ta phải có cách hóa giải chứ không thể nói một cách đơn giản à. Lý luận như thế là những cái người ta gọi là mơ hồ, lại mà đặt ở trên trời. Đặt trên trời là cái gì đó, cho nên mới gọi là thuộc về cái trình độ. Cho nên cái này người ta nói là đánh giá về học thức của người thôi, đánh giá về trình độ ấy, đánh giá về khả năng ấy, là không phải chỉ nói mỗi cái là cái lý thuyết đâu. Một mơ lý thuyết mà không có cái thực hành thì cũng bằng không. Bởi vậy thì qua cái clip này này, tôi chia sẻ với các bạn ấy, các bạn rất lưu ý. Và cái này không phải thắc mắc cái gì cả, cho dù những người báo thù cũng phải lên lắng nghe. Tôi nhắc lại một cái điều này này, trước khi xây nhà nên tính toán tới cái vị trí của phong thủy cho nó không bị phạm vào, sau đó anh thiết kế xây dựng. Tránh cái trường hợp mà xong rồi, xảy ra rồi mới lại tìm hiểu, mới lại đi mời thầy mời thợ. Mà đa số những cái người mà đã mắc phải rồi đấy thì lúc mà đã có rồi đấy, nói thẳng khả năng này này, khả năng để thuê thầy không có được đâu. Mà có đến là này đấy thì làm sao mình còn khả năng để mà anh sửa chữa, anh khắc phục được nữa. Làm sao anh có tiền để anh đập cái này đi để anh thay cái mới. Cho nên tốt nhất là các bạn nên tìm hiểu trước khi các bạn xây nhà, cũng nên lên trên mạng, đơn giản nhất đấy, là để tham khảo những cái mà người ta chỉ dẫn. Tránh cái trường hợp mà xây xong rồi đập đi cũng dở mà sử dụng thì càng hại. Bởi vậy ngày hôm nay là tôi cũng muốn giúp cho các bạn giải thích một cái khía cạnh nhỏ là có nên thiết kế nhà hay không. Mà thật đó là những cái dẫn chứng rất rất rõ ràng, vẫn nói vẫn biết công năng sử dụng là đặt lên hàng đầu, nhưng không phải vì cái công năng sử dụng đó mà anh quên đi cái yếu tố về phong thủy, anh quên đi về yếu tố tâm linh. Tôi nói thêm một cái ví dụ, ví dụ thiết kế là cái bếp nó đặt ở chỗ này nó sẽ thuận tiện cho gia chủ là thế này, tôi không phản đối. Nhưng nếu xét về yếu tố phương vị trong 360 độ, nó lại vi phạm vào yếu tố tâm linh, là bàn thờ nằm trên cùng một trục với WC ở dưới hoặc bếp ở dưới, thì đấy gọi là yếu tố tâm linh, mặc dù yếu tố sử dụng là các anh thuận lợi. Ngược lại có những người thì yếu tố thuận lợi là tôi đặt bàn thờ tôi nhà xây tới 5 tầng, 6 tầng, nhưng thì mỗi một lần tôi lên thắp hương với bê mâm cỗ từ tầng 1 lên tầng 5 chẳng hạn, nó khó quá, nó mệt quá. Để cho nên là tôi thiết kế là tôi để cho cái bàn thờ gia tiên nhà tôi ở dưới tầng 1 cho nó ấm cúng. Cái thai là nó đỡ phải bê vác. Nhưng có biết đâu là ở trên lại kê ngay cái giường của vợ chồng sinh hoạt, hoặc là cái bàn học của con, nó cứ ngồi lên trên đấy suốt ngày, nó nhảy nguịch nha. Thì rõ ràng là gì? Cái nào lợi hơn? Tất nhiên là nó không có lợi. Cho nên rất nhiều người hỏi tôi cái vấn đề này, và cũng có những người mà là phản bác những cái mà tôi đưa ra là vẽ chuyện, là cần gì phải làm về cái phong thủy nó có giúp cho người ta làm giàu được không. Tôi nói rồi đấy, làm giàu hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn nó thay đổi được vận của các bạn đấy. Phong thủy
không cải mệnh, hãy nhớ không cải được mệnh nhưng cải được vận. Các bạn tin vào điều đó đi. Tôi là người thực tế giúp rồi, nó phải thay đổi được vận đấy. Cũng như cái thương hiệu của tôi là chuẩn mực, là giúp đời, là khai ngộ, là vì vậy. Chính vì thế, để câu chốt lại một câu cuối cùng, các bạn cho dù xây nhà to, nhà nhỏ, giàu hay nghèo, cũng nên tham khảo trước về vấn đề sắp đặt công năng sử dụng kết hợp với đồ hình phong thủy để nó không bị vi phạm vào những vấn đề tối kỵ của phong thủy. Từ đó chúng ta sẽ đón nhận được những cái tốt lành và tránh được những cái hung họa. Một đơn cử cuối cùng là gì? Là các bạn phải đón được những cái khí tốt đến nhà các bạn, tránh khí suy tử mà dẫn tới những cái bất lợi. Để tôi chốt lại một câu cuối cùng của văn hóa Quốc Tử Giám, người ta nói như sau: hiền tài là nguyên khí của đất nước, nguyên khí vững thì nước mạnh và thịnh, nguyên khí yếu thì nước yếu và suy. Cho nên các thánh đế minh vương không ai không chăm lo việc xây dựng nhân tài bồi đắp nguyên khí. Đó là một quốc gia. Nói ngắn lại, gọn lại là trong một cái gia đình, chưa nói đến cái xã hội lớn. Một gia đình nếu anh nhà cửa anh sắp xếp đúng, nó không bị vi phạm về nguyên khí, người gọi là khí trong lành. Nói đơn giản mình nói là khí trong lành, nó không bị uế tạp, nó không bị bức bối, trong nhà lúc nào là nó cũng ấm cúng, thì người trong nhà sẽ được khỏe mạnh, con cái nó sẽ thông minh, nó sẽ khỏe mạnh và học giỏi. Ngược lại trong nhà âm u, bức bối, tù túng, vi phạm vào vấn đề tâm linh thì dẫn tới những hậu quả khó lường. Cho nên bài hôm nay cũng là cái clip kết thúc, cũng chúc các bạn mà trước khi định xây nhà thì nên tham khảo, và cũng nhắc nhở những cái người bảo thủ cũng nên xem xét lại mình đi. Bởi vì bác Thắng đã đưa ra là những cái nó kết hợp hài hòa, giúp cho con người sống yên lành hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên ngày hôm nay chia sẻ với các bạn những cái ý đó, hy vọng các bạn nghe được là điều tốt. Còn một số bạn bảo thủ thì nghe hay không là tùy bạn. Chúc mọi người vui vẻ.